sơ lên trên chứ mình nhìn thấy được. Thấy không? Thấy chứ. Thấy đâu mà thấy. Lại ngang rồi. Cầm như này đi. Con soi chỗ bánh nhé. Ừ. Đấy. Wow, đẹp quá à. Đẹp nhờ. Có hai cái con nó chị ăn nữa chứ. Rồi vẫy tay chào đi. Hello các bạn, hôm nay là sinh nhật của mình nên mình sẽ một bánh sinh nhật nhỏ thôi.